Và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin điệp tin mừng ngày Chủ nhật hôm nay, Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy thánh hóa chính cuộc đời chúng ta qua những biến cố, cho dù là đau thương, nhưng rồi chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa cao cả ấy nếu chúng ta biết kết hợp với mầu nhiệm khổ hình của Đức Kitô. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, xin ơn bình an như ý, xin ơn chữa lành, ơn hoán cải, cầu cho tiên nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân, cầu cho các linh hồn đã mất trong cơn dịch bệnh, cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, cầu cho cha giáo Giuse, cầu cho các linh hồn Maria nhân ngày lễ an táng, cầu cho các linh hồn Lorenzo, Anton, Maria, Giuse, Lucia, Vinh Sơn mới qua đời. Cầu cho các linh hồn Đa Minh, Giuse, Domenico nhân lễ dỗ Maria dỗ 100 ngày. Các linh hồn Maria, Cecilia, Pedro, Giuse, Teresa, Anne, Paolo, Anna, Anton, Đa Minh, Jacobe, Catarina, Joan, Lucia, Tadeo, Francisco, Giuse Maria, Gioan Bautista và các linh hồn. Để những ý nguyện và thánh lễ chúng ta dâng được Chúa chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy,
vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giê-xu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi xin niệm bài tin mừng ngày Chủ nhật hôm nay, trong đầu con vang lên cảm nghiệm của Thánh Vương David mà chúng ta sẽ chúc tụng Thiên Chúa trong giờ kinh sáng ngày mai. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mệnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Cảm nghiệm trên cho thấy đau khổ là một điều gắn liền với thân phận con người. Tuy nhiên, đau khổ không phải chỉ là một cái gì đáng nguyền rủa và lẩn tránh. Trái lại, nó còn có một giá trị tích cực, đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nửa thử bản, gian nan thử đức. Trên tất cả, chính Chúa Giê-xu đã dạy, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Lịch sử nhân loại đã từng nhớ tới một Ô-nê-u. Mãi đến năm 23 tuổi, ông vẫn còn là một kẻ thất bại, sống không mục đích, không định hướng, vô kỷ luật. Thế rồi, một cơn bệnh ập đến và chính nhờ thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, ông mới có thời gian để suy nghĩ và định hướng cho cuộc đời mình. Từ đó, ông đã khám phá ra tài năng soạn kịch của ông, để rồi trở thành một người nổi tiếng. Rồi chúng ta cũng ghi nhận một Gunda Mê. Bà rất thất vọng về ngoại hình của mình và bà đã rời bỏ chính bản thân. Thế rồi bà cũng đã tỉnh ngộ. Sắc đẹp không phải là yếu tố quyết định cuộc đời của mình, nhưng trái lại phải làm việc chăm chỉ và chính điều đó mang lại lợi ích cho bản thân, cho xã hội, cho cộng đồng. Nói cách khác, bà đã biết chấp nhận thập giá của mình, cam đảm vác nó lên vai. Để rồi cuối cùng, bà đã trở thành vị nữ thủ tướng đầu tiên của người Do Thái. Trong nghệ thuật thứ bảy, người ta cũng ghi nhận một Oscar Wilde đã viết: đau khổ chính là mảnh đất thánh, Đức Kitô không thể đi vào tâm hồn chúng ta bằng nẻo đường nào khác ngoài trái tim đã tàn nát. Từ những kinh nghiệm trên, chúng ta đi tới kết luận cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ là một màu hồng. Trái lại, rất nhiều khi nó bị nhuộm bởi một màu đen với những đau khổ và cay đắng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng tin mừng hôm nay, đau khổ không nhất thiết sẽ đem lại chết chóc và hủy diệt, bởi vì nó có thể trở nên một nguồn sống. Thiên Chúa thường dùng khổ đau để biến đổi chúng ta thành người tốt lành hơn, thánh thiện hơn, khiêm nhường hơn và cảm thông hơn. Điều này nhân loại đang cảm nghiệm rất sâu sắc trong cơn đại dịch mà nhân loại đang hứng chịu. Đau khổ có thể mở mắt cho chúng ta thấy được cuộc đời tốt đẹp hơn là chúng ta đã từng mơ ước. Kính thưa quý ông bà, anh chị em,
Đau khổ sẽ giúp chúng ta nhận ra bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vì giữa ánh nắng chói chang của mặt trời, chúng ta không thể nào nhìn thấy những vì sao. Trái lại, vào những đêm khuya khoắt tăm tối, chúng ta dễ dàng thấy được những ánh sao trên bầu trời. Cũng vậy, nhiều người trong chúng ta đã tìm thấy Chúa giữa những đêm đen của đau khổ, mà trong những lúc hạnh phúc chói chang, họ đã quên lãng ngài. Xin cho chúng ta biết đón nhận thập giá cuộc đời, vì chúng ta cảm nghiệm được rằng tất cả là hồng ân. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.